Xin chào tất cả các bạn, mình là Hukoshi. Và theo như tin đồn thì Oppo sẽ tung ra sản phẩm F7 tại Ấn Độ vào ngày 26 tháng 3. Và đến tháng 4 thì Oppo F7 mới chính thức có mặt tại Việt Nam. Và Oppo F7 theo như tin đồn thì nó sẽ được sở hữu cái màn hình tai thỏ giống như iPhone X và với cụm camera selfie lên đến 25 megapixel. Và hình ảnh nhá hàng của Oppo F7 cho thấy là sản phẩm này có thiết kế tai thỏ khá là giống với iPhone X và nhiều smartphone Android gần đây. Và ngoài tai thỏ thì Oppo F7 sẽ có màn hình lớn này và viền mỏng hơn so với Oppo F5. Cụ thể là điện thoại này sẽ có màn hình là tỷ lệ 18.9, kích thước 6.2 inch, độ phân giải là Full HD+ và chiếm 89.09% so với diện tích mặt trước. Và như thường lệ thì F7 sẽ được những nhà sản xuất đánh mạnh vào cái khả năng selfie của nó khi mà trang bị cái độ phân giải cho cái camera trước là 25 megapixel, tích hợp với tính năng AI. Bên cạnh đó thì máy sẽ có thêm những tính năng mở rộng phục vụ cho nhu cầu selfie như là HDA hay là thời gian thực, chế độ làm đẹp nâng cao và nhãn dán AR. Về cấu hình thì hiện tại chúng ta không thể biết được những cái thông số quan trọng khác của Oppo F7 bởi vì người ta vẫn cho nó là một ẩn số, nhưng mà mình nghĩ thì nó sẽ có cái cấu hình tương tự như cái bộ đôi R15 và R15S sắp được ra mắt tới đây. Và nhiều khả năng là cái cặp R15 này đều được tích hợp chip Snapdragon 670 tầm trung hoặc là MediaTek Helio B6 Ride và chạy hệ điều hành là ColorOS 4.0 dựa trên nền tảng Android Oreo. Còn về mặt sau của Oppo F7 thì chúng ta cũng không biết bởi vì hãng không đưa ra bất cứ thông tin nào, nhưng mà mình nghĩ và mình dự đoán là nó vẫn sẽ có cái cụm camera phía sau với 16 megapixel và thêm vào đó là cái lỗ để chúng ta có thể cảm biến vân tay. Và mình nghĩ là Oppo F7 sẽ không bỏ qua cái trào lưu nhận diện bằng khuôn mặt với khả năng nhận diện cực kỳ nhanh của mình. Ok, vừa rồi là một vài dự đoán của Hukoshi về Oppo F7 khi mà nó sẽ được chính thức trình làng tại Ấn Độ vào ngày 26 tháng 3 cũng như là sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 4. Vậy thì các bạn thấy thế nào? Các bạn có cảm thấy là các bạn thích cái thiết kế của nó hay là có cảm thấy thú vị với cái tính năng mà đã đặt ra cho máy của mình hay không? Thì các bạn hãy comment cảm nhận của các bạn về này ở phía dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh channel của chúng mình. Còn bây giờ thì bye bye!